tôi, bản thân tôi đánh giá rất là cao về cuộc thi sinh viên khởi nghiệp của trường Đại học Đông Á. Qua 3 lần tổ chức cuộc thi mà sinh viên khởi nghiệp trường Đại học Đông Á thì cũng đã có một số ý tưởng cũng đã thành công, như là bằng cường công ty STC cũng đã đạt giải của cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng. Thì ngay từ khi mà bắt đầu từ trong vị trí nhà trường, chúng ta nên thực hiện các công tác khởi nghiệp, triển khai các dự án để giúp cho các bạn sinh viên có thể tự tin hơn và chúng ta tiếp cận được cái sau này chúng ta ra trường, chúng ta có thể là triển khai nhanh cái công việc của mình nhanh hơn so với những người mà chưa bao giờ thực hiện công tác nghiên cứu hoặc là khởi nghiệp. Bên cạnh các cái cuộc thi khởi nghiệp thì đối với các cái cơ quan nhà nước thì chúng tôi rất là ủng hộ. Về phía trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp thì chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả các ý tưởng khởi nghiệp của các bạn và chúng tôi sẽ gửi cho các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp để họ thấy rằng ý tưởng đó hay, thì họ sẽ kết nối với các bạn sinh viên khởi nghiệp giúp cho mình sẽ đi nhanh hơn và thành công hơn. Theo anh thì anh đã từng trải qua những cái mà anh startup, thì anh thấy là những cái mà hiện tại trường mình đang tổ chức như những cái cuộc thi khởi nghiệp như thế này thì nó rất là có ích và đặc biệt là có lợi cho những cái bạn sinh viên, và những đặc biệt là dành cho những bạn có rất là nhiều idea, nhiều ý tưởng. Thì nhân cơ hội này thì các bạn có thể tỏa sáng được và có thể nuôi nắng được những cái ý tưởng mà như là khởi nghiệp cho mình. Đó cũng như là một cái bước như một cái hành trang khi mình đi vào trong một cái máy trường vậy, thì khi mình đi ra ngoài mình sẽ tự tin hơn trong quá trình mình khởi nghiệp tại trường.